Hello, xin chào tất cả các Betsy đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình thì mình là Avocado đây. Và đã hơn 4 tháng mình mới quay lại vlog mới. Và đây là vlog tháng 5. Đây là vlog ghi lại các ký ức và hoạt động trong tháng 5 của mình, như là đi chơi New York với bạn nè, và thi cuối kỳ cực kỳ stress, và về Việt Nam nữa. Và mình sẽ vào vlog nha. Hello mọi người, hôm nay xin phép không quay mặt tại vì cái tóc mình nó rất là xấu ấy. Mình lười quá, hôm nay mình ở nhà mình ôn thi rồi nên mình cũng không muốn. 2 hôm trước thì mình đã viết hết study guide ra để mình ôn thi rồi, hôm nay mình chỉ cần nhồi nhét tất cả các cái trang chữ đấy vào não mình. Xong rồi ngày mai mình sẽ bung ra. Bây giờ mình sẽ làm thịt gà nướng bằng nấu chiên không dầu. Giờ mình ăn chưa xong rồi, bây giờ sẽ là giờ matcha. Và cái này mình mới mua từ hôm qua, là của Jet Leaf Ceremonial Matcha Barista Edition. Ok, thì đây là cái study guide môn American Legal Culture của mình. Trời ơi, mình phải học hết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 trang, 9 ở đâu? Ủa, 9 trang thật à? Và đây là môn Clothing Injustice. Ít hơn một chút thôi, nhưng mà đấy, mai mình sẽ thi môn này và thứ ba mình sẽ thi môn Clothing Injustice. Bây giờ mình phải ngồi nhồi nhét hết tất cả các cái đống chữ này vào. Trời đất ơi, chết mất. Dù là mình phải học hết tất cả chữ này, nhưng mà mình sẽ cho mọi người một cái fun fact đặc biệt, đó là hồi lớp 12 mình học World History, là lịch sử thế giới, và mình đã được 100 điểm. Mình đã được 100 điểm trong cái bài thi đầu tiên. Trước tối hôm đấy là mình đã ngồi, mình đã nhồi nhét hết tất cả các cái chữ vào trong đầu mình. Và mình nghĩ là cái điểm mạnh về việc học của mình là mình nhớ được khá tốt. Ý là nhớ trong một thời gian ngắn thôi, còn nhớ lúc sau là cũng không biết. Ngày hôm nay mình sẽ nhồi tất cả chữ này, và mình nghĩ mình sẽ làm được tầm 70-75%. Còn lại thì học tài thi phận. Cái bé bắt đầu ngồi ôn. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, mùng 6 tháng 5. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ đi chợ để mua sữa, tại vì hôm qua uống hết sữa rồi và mình cần uống matcha latte. Và hôm nay mình phải đi thi cuối kỳ. Đây là bài thi gần cuối, mai mình sẽ thi nó một bài nữa. Nhưng cái bài hôm nay là cái bài quan trọng nhất. Nên là mình sẽ đi mua sữa với cả mình sẽ đi mua đồ ăn chợ một tí, một chút thôi. Tại vì cuối tuần này mình cũng đi chơi, với cả tuần này mình cũng sẽ đi ăn mấy bữa chơi tay kết thúc thì học với bạn mình ấy, nên là mình cũng không cần quá nhiều đồ ăn. Mình đã đến siêu thị rồi đây. Đây là cái siêu thị yêu thích của mình. Đây là một phần lý do tại sao mình chọn ở cái nhà mình đang ở bây giờ. Nó muốn ngon nhỉ. Ở đây là khu thịt. Mình sẽ lựa thịt bò chuẩn. Đây là khu sữa. Mình sẽ đi mua cái này. Olive oil almond milk. Một chút hôm nay mình đã đi chợ mua gì. Đầu tiên thì mình mua sữa hạt hạnh nhân của Califair Farm Unsweetened Almond Milk. Cái này là không đường và khá nhiều calorie. Tiêu chuẩn mua sữa của mình là phải ít calorie, ít đường và nhiều canxi hoặc là nhiều protein nữa thì càng tốt. Mà nó còn phải kiểu đã cạt phải chăng. Đó là sữa protein của Quest. Cái này uống khá là ngon. Mình đây là cái pack thứ tư mình mua hai cái bò như này. Hôm nay đi hết cho 33 đô và mình mua thêm một cái hộp này nữa để mình ăn, kiểu như là đồ người ta chế biến sẵn ở trong siêu thị ấy. Thì mua hộp như này cũng rẻ, hộp này cũng gần 5 đô. Mình đã ôn lại thêm một lần và bây giờ mình sẽ đi thi đây. Chúc may mắn. Mình đã đến cái tàu của mình rồi và lớp mình ở đây. Số phận quyết định nó sẽ nằm trong căn phòng này trong 1 tiếng và 30 phút nữa. Okay, bây giờ mình sẽ ôn nốt. Mình mong là trúng tủ tại vì thầy mình có spoiler, nên là mình đã liệt kê ra những cái phương án trả lời, nên là mình mong mình sẽ trúng được 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi mình liệt kê 3 phương án trả lời thì mong trúng bằng trong 3 cái đấy. Mình vừa gặp thầy mình luôn đấy. Thôi thầy mình đi quá, sợ quá.
Đây là cái kết quả mà mình làm bài kiểm tra giữa kỳ không tốt đấy. Mình đã thi xong. Cũng trúng tủ đấy, còn chữ 3 câu thì có 2 câu trúng tủ, có 1 câu thì mình chỉ học một cái nhánh ở trong đấy thôi. Còn lại thì mình không biết gì nên là mình chép đốt. Mình trả lời những cái gì mà mình không biết chung chung lắm. Kiểu cho nó kiểu vừa không đúng mà vừa không sai ấy. Yay, đã xong rồi, chỉ còn một bài thi ngày mai thôi là mình... Đấy, get the fuck out. Jose, hello mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi năm 2 của mình rồi. Hôm qua mình thức đến 4 giờ rồi, mình không thể nào mà nhớ hết được cái đống này ấy. Tại vì sau khi nhớ 8 trang của cái môn hôm qua ấy, não mình nó kiểu nó không thể ôn được thêm nhiều nữa. Nhưng mà nói chung là mình cũng ôn sương sương, ôn những thứ mà mấu chốt của cái môn này. Cái môn này nó về kiểu về quần áo này kia, mình chỉ cần biết những cái từ mà kiểu nó mấu chốt thôi. Mong là như thế. Úi dồi, mình nói linh tinh xong tí nó vào để nó quật chết. Mình thi xong rồi mọi người ơi. Nói chung là bài thi này rất là dài. Mình thi lúc 11:20 và tận 1 giờ mình mới ra. Mình đang ở tầng thượng ở chung cư mình để hóng gió đấy. Và tí mình sẽ đi ăn gà. Bây giờ mình đang đi ăn Popeyes. Rồi mình sẽ kể cho câu chuyện mọi người sao mình lại muốn đi ăn Popeyes tuần này. Quán đông quá nên là mình không dám quay nhiều, nhưng mà đây là quán nhìn trông khá là tạm bợ nhưng mà thôi. Đây mình gọi một fries, một coleslaw, bắp cải, cái hoa tây nghiền với cả gà, một miếng gà và một cái bánh và sauce và đây có. Mình sẽ dùng tay mình cậy. Quán ồn quá nên là mình phải mưu, nhưng mình đã nói rất nhiều. Nhưng mà nói chung là mình có kể là năm ngoái mình đã trải qua khá nhiều thứ mà kiểu nó dồn dập ấy. Mình tại vì mình vừa phải đi nhảy xong mình vừa phải đi xem concert của Suga Augustine năm ngoái, xong mình còn phải ôn thi lúc đấy nữa. Nên là cái lúc mà gần cuối trước cái kỳ thi cuối cùng của mình ấy thì mình bị ốm. Mình đã bị ốm la liệt ra phải 4 đến 5 ngày mình không ăn được cái gì. Xong lúc nào mình cũng chỉ than và khóc thôi ấy. Kiểu rất là phiền cái anh roommate của mình. Nhưng mà chuyện đó đã qua rồi. Và thật sự đấy là một cái chất ốm mà mình nhớ. Kiểu chắc là mấy năm nữa mình cũng sẽ nhớ lại luôn ấy. Tại vì kiểu nó cực kỳ mệt. Nó có mệt hơn cả cái lúc mình ốm bị Covid cơ. Nhưng mà nói chung là mình đã vượt qua. Và lúc đó thì mình có đi ăn Popeye sau khi học hành xong. Nên là bây giờ mình đi ăn lại để kiểu như là hồi tưởng lại là năm ngoái mình cũng đã vất vả như nào và năm nay mình cũng thoải mái hơn một chút, kiểu đấy nha. Yeah. Mình đang đi đến quán sữa chua. Đây là chỗ shopping. Mình có một cái cotton candy. Mình đang ăn froyo. Nó là kiểu kem chua chua ấy. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ tư mùng 8 tháng 5. Thì bây giờ mình đang ở bến xe buýt. Quay lại bạn mình ăn quả bánh này. Em ơi, trời nắng đã mang ấy. Mấy tháng rồi mình không mặc áo cộc tay ra ngoài đường. Kiểu mấy tháng ngủ lạnh ấy, kiểu nó trắng lên tí ấy, không bây giờ lại về lại ra ngoài đường. Đây là quán hôm nay bọn mình sẽ ngồi nói chuyện và ăn Rose Eve Bakery. Đây là quán này, mọi người ơi, quán để... Đi về có một... Ôi, đây là khu Eden. Xin chào, là khu người Việt Nam. Mình sẽ cắt tóc bây giờ. Mình đang ở trong một cái siêu thị mà bán đồ Trung Quốc với đồ Việt Nam. Tại vì mình hết gia vị của nên mình phải mua. Wow,
What you want to do. We're open all summer, so you know we can continue to have conversations. Còn mình đang ở Apple, tại vì mình cần mua một cá khô, tại vì chị mình nhờ mua cho mình quen. Hello mọi người, bây giờ mình đang đi đâu? Đang đi New York. New York. Hôm nay là ngày thứ bảy, 11 tháng 5. Mình New York với bạn mình. Dậy từ 10 giờ sáng. Dậy từ 10 giờ sáng, mình dậy từ 7 giờ 45. Mình không biết là mình có quay cái vlog này ở trong cái vlog tháng không. Nhưng mà để xem, nếu mà cái vlog New York nó dài quá thì mình sẽ tách riêng, còn không là mình sẽ áp ở đây nhé. Mà mình đang ở trên tàu và hai tiếng rưỡi nữa. 2 tiếng rưỡi nữa mới đến. Ok, dừng một chút thì đây đã là cái chuyến New York thứ tư của mình trong năm 2 đại học rồi. Và dù là mình cũng đã quay New York khá là nhiều trên kênh YouTube của mình rồi, và lần nào mình lên New York mình cũng chỉ có ăn uống với bạn mình thôi, nhưng mà đây là vlog tháng 5 nên mình muốn quay lại tất cả các kỷ niệm và khoảnh khắc đẹp nhất của mình trong tháng 5 này, nên là có thể là hơi lặp lại, nhưng mà mong mọi người đừng chán và hãy xem tiếp nhé. Sao mày đẩy tao? Bây giờ đã 3 giờ chiều rồi và hiện tại thì mình sẽ đi ăn Wingstop. Đây cũng là một cái cô trong một chuyến đi này của mình, là mình sẽ ăn Wingstop trước khi mình về Việt Nam. Đây là những món mình đã gọi, và một cái diet coke, honey mustard, fries của người ta khá là ngon nha. Với hot honey wing với cả garlic parmesan wing. Cái này như kiểu bột khô rồi mà ta lắc cùng ấy. Cái này là sốt tỏi bơ. Mình rất thích vị này, hot honey. Và mình còn một cái double pistachio cafe latte với cái kem hạt rẻ cười ở trên. Với cả mình còn một cái coconut matcha, là matcha nước dừa ấy. Nhưng mà cái này người ta không phải là phô matcha đâu, mà là cái nước matcha bình thường. Bây giờ bọn mình đang ở pop up của Gentle Salon là Master Jenny và ồ, cái này xấu rồi. Ở đây. Bây giờ bọn mình đang ở trên bus để đi ăn Malachan là tức đồ nhúng lẩu topping ấy, xong rồi đưa cho người ta rồi người ta bắt đầu nấu cho mình như kiểu một người lẩu mini mỗi người ăn. Đây mình sẽ đi ăn ở đây là YGF Malatang. Cái bát của mình tận 33 đô, bát bạn bao nhiêu đô? 26 ạ, 23. 23 có nghĩa là 10, hình như là 14 hay 15 đô một pound. Một pound là 454 gram. Thì cái bát của mình này hơn 33 đô, chắc là tầm 700 gram, 800 gram gì đấy. Mẹ bọn mình đi uống trà sữa ở Sifutan, chỉ có mình uống. Còn mình đang đi uống lên này. Hôm nay là ngày bao nhiêu nào? Hôm nay ngày 10 11. 11, hình như là hôm nay là ngày 13. Thế là mình sẽ xoay 3 vòng. 3 vòng và dừng. Ở đây đi. Như là giống bao. Cái giống bao à? Cái gì? Khó xuất, bỏ cái này hết, nghe chưa? Uống trà sữa này. Kẹp tôi đi. Mình đang ở trong cửa hàng Tesco, cửa hàng đồ chơi Nhật.
Rồi mua con Doraemon này. Bóc, ban bóc. Ê, intro trước đã. Hôm nay là thứ mấy bạn ơi? Hôm nay là chủ nhật. Và bây giờ bọn mình sẽ đi mua cà phê và đi ăn. Bây giờ bọn mình đang đi mua cà phê với matcha ở quán này. Quán này tên là Lê Phin đúng không? Ừ. Quán này tên là Lê Phin Cà Phê. Anh em mọi người kể cho mọi người nghe là đây là cái bebop của Calvin Klein. Tầm 2-3 tuần nó sẽ thay một lần. Và Jungkook cũng là Global Ambassador của Calvin Klein. Và từ đầu năm nay anh đã lên 2 cái billboard mà trông kiểu rất đẹp luôn ấy. Mà lần nào mình cũng miss, kiểu lần nào người ta cũng Dung Cúc lên cái billboard mà trước khi mình lên New York 2-3 tuần ấy, không 1-2 tuần luôn ấy. Thì hai tầm trong ngày trước nhở, tầm đầu tháng 5 là để một cái Dung Cúc lên rồi. Xong rồi cái lúc mình lên là mình vừa lên hôm qua, thì mấy hôm trước mới đổi lại Jenny. Duyên với chị Jenny nhưng mà không có duyên với Dung Cúc. Quán này tên là và mình đang ở quán Little Ruby Cafe ăn trưa lúc 2 giờ chiều. Và mình còn một cái spicy vodka pasta với bacon. Với cả bọn mình còn một cái size là khoai lang chiên. Với mình còn một cái pasta bò với thịt gà nướng. Mình đang ngồi uống cà phê random. Mình đang ở quán này là K-pop Nara để mua album. Mình mua album của ai? Bọn mình đang đi ăn một quán tên là No. Đó là đồ Hàn Nhật kiểu xiên nướng. Ba cái nâu. No. Là xiên gà nướng. Đây là cái dessert. Là cái gì jelly à? Kiểu thạch, là thạch trong suốt với sắc đen nước đường mía với cả bột. I'm like some kind of supernova. Watch out. Supernova. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, chính thức tuần bắt đầu mùa hè đấy nhỉ. Và hôm nay mình sẽ đi đâu? Picnic. Ở Brooklyn. Bây giờ bọn mình sẽ đi mua đồ ăn. Bây giờ bọn mình sẽ đi mua pasta và đi mua bánh ngọt và đi mua matcha rồi mang về đấy. Bọn mình đã đến quán spaghetti đây rồi, nhưng mà chỉ là take away thôi. Mình đang ở quán bánh ngọt này để mua đồ. Mình đang đi mua matcha ở trên matcha. Bây giờ bọn mình sẽ ăn cái này. Ui, nó chảy spaghetti với cả cái của mình cũng giống như này. Xong rồi thế bọn mình sẽ ăn trắng miệng sau. Mình đã rất thích ăn cái bánh này rồi nhưng mà mình chưa có dịp nào để ăn. Mà mình đang ở khu Williamsburg đi lên quanh. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn đồ Thái ở quán này tên là Thái Dinner. Đây là không gian quán ở bên ngoài thôi. Ở New York thì hay có mấy cái chỗ mà quán kiểu người ta mở cái phần bên ngoài để ngồi rất là thoáng luôn. Đây là cái quán mà đi kho giống Thái nhất mà mình đã từng đi luôn ấy. Đây là cái gỏi Thái. Đồ ăn ra rồi, bọn mình gọi mình gọi một cái bát xiêu thịt bò. Với cả bạn gọi một cái bát xiêu thịt gà nướng. Bọn mình gọi một cái xôi xoài Thái. Một món ăn không thể thiếu khi ăn đồ Thái.
Mình đi mua trà sữa ở Cô Ba Gai. Nó là trà sữa chuối với cả bên rau hôn mà. Trà sữa chuối nó có cái vị chuối đặc biệt chứ không phải là hẳn là tà siêu. Cây ngọt là cũng ngọt. Đúng chảy chuối. Bữa sáng nay bọn mình đi ăn lẩu ở The Dollar Shop Hot Pot. Và đây là lẩu của mình, là lẩu nấm shuffle. Bạn mình là cay. Đây là các topping. Quán này thì lẩu khá là xịn ấy. Kiểu nó không phải là thịt bò đông lạnh đâu mà thịt bò nó xịn hơn. Là ăn lẩu xong ăn kem kiểu rất ngon ấy, tại vì cái mồm mình nó vừa mầm nóng hơn ăn kem. Bọn mình vừa ăn xong, bây giờ mình sẽ đi cà phê ở quán này. Tại đi trên đường thấy đây là quán Paradise. Yo. Quán này rất là xinh. Có cookie. Ui, có matcha cookie. Đây là phía bên trong. Đây mình có một cái matcha xoài nhưng mà mình đã quên hết rồi. Còn đây là cái bánh nhỉ? Bánh sô cô la trắng matcha. Cô bọn mình đang ở Boston để đi lên New York chơi. Nên là bây giờ đang đi đón chị ấy. Kia rồi, áo trắng đúng không? Áo trắng kia rồi. Con lớn kia. Ừ, cứ đâu có ăn thật ạ. Thôi nếu bọn mình sẽ ăn chỗ này. Bọn mình đi ăn chè xoài cả chè khoai dẻo. Đầu tuần và bây giờ mình đang ăn sáng và chuẩn bị về nhà đây. Mình đang ở Apollo Bagels. Sắp về là bạn có buồn không? Không trả tiền nhá. Mình gọi cái salmon bagels với cream cheese với coconut matcha ở bên quán bên kia. Ngủ trên cái giường, ngủ trong một cái phòng tối im. Không một tiếng động gì cả. Hello mọi người, hôm nay là ngày 27, là thứ hai. Sau một tuần vừa rồi thì mình không có quay gì cả, tại vì mình chỉ về lại đây sau cái chuyến New York mà mình kiểu mình tập trung giảm cân đấy. Để mình còn về Việt Nam. Thì thứ năm tuần này mình sẽ về Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, là mình có thứ hai, thứ ba, thứ tư.
để pack đồ và dọn nhà sơ sơ. Mà mình ta không biết bắt đầu từ đâu đây, kiểu nhà mình quá nhiều thứ, mình không biết kiểu gom nó đi đâu ấy. Ý là đồ mình năm nay thì cũng đỡ hơn rồi, mình không cần phải chuyển hết tất cả mọi thứ ra ngoài nữa như 2-3 năm trước. Mình chỉ cần xếp gọn lại như nhà mình thường, xong rồi kiểu vứt nhà đây thường 2 tháng quay lại thôi. Mình đang pack đồ, đây là một cái vali mà chỉ quà của nhà mình thôi. Gối này là của chị mình, cái capsule cà phê. Xong rồi chị mình còn bảo mua cái giấy này. Đây là cái giấy thơm mà mọi người, khi mọi người xé quần áo ấy thì mọi người cho vào nó sẽ thơm. Cái này rất phổ biến bên này, Việt Nam mình chắc cũng hình như là thấy người ta bán đấy. Còn nến cho bố mình ở dưới, nến của Bath & Body Works hôm trước mình vừa đi quất. Mình đang đi mua đồ mà mưa mọi người ạ. Về đường chủ mưa chắc 5-10 phút nữa, kiểu mưa bóng mây ấy. Mình đang xếp đồ đây rồi và còn một đống rồi nữa. Và đây là cái vali để quần áo của mình. Mình đã đặt Uber rồi, hơi muộn một chút nhưng mà vẫn còn kịp thời gian trộm vía. Và tạm biệt ngôi nhà của mình trong hơn 2 tháng nữa. Mình rất sợ cái cây này chết, đây là cây trầu bà mọi người. Cây trầu bà thì không cần phải tưới nước quá nhiều ấy, nhưng mà mình đã tưới cho nó cũng khá nhiều. Nhưng mà mình mong nó không bị súng nước trong mê nữa. Mấy hôm kiểu nó nắng ấy, nhưng mình mong nó nắng vào sẽ sống được. Và cây xương rồng kia nữa, nhưng mà cây kia chắc nó chết rồi. Còn cây này thôi, cố lên. Vậy là đã hết cái vlog tháng 5 của mình rồi. Và hơn 25 phút vừa qua thì mong mọi người đã enjoy cái vlog tháng 5 này của mình. Và mùa hè thì mình cũng không biết là mình có ra thêm vlog được không, tại vì bây giờ cũng đã gần hết mùa hè rồi. Bây giờ đã là hơn 20 tháng 7 rồi. Và mình đang chuẩn bị hoàn thành xong một cái video ở Hà Nội nữa. Và mình sẽ lên khi nào video đấy xong. Mong mọi người hãy like và subscribe kênh của mình nếu mà thích kênh của mình và video này nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người lần sau.